Ở phần trước mình nhớ là chúng ta bị con búp bê lừa thì phải. Ờ, sai đi. Đáng yêu ác. Đáng yêu ấy chứ. Cái lối hoạt hình giống kiểu ngày xưa nhỉ? Tôi thích kiểu này lắm. Hey, we'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. Nhiều quái vật đấy. Chắc chắn bọn này là quái vật rồi. Và trong game nó sẽ chuyển thành quái vật hết rồi. Khó ngủ và... Nhìn sợ quá. Please help us go to sleep, Catnap. We need it, Catnap. Please help us. Sleep, sleep, sleep. Catnap mà. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Wow. Đầu tư đấy chứ. Theo những cái thông tin mà anh em mình biết từ trước, đó là Poppy Playtime là một cái công ty sản xuất đồ chơi. Thưa mọi người. Ui, cái đồ họa gì này? Chắc là trailer thôi. Không thể đẹp này đâu. Ô, nó như thế thật ạ. Đẹp, nói chung game có đẹp các bạn ạ. Wow, what the fuck. Rồi trở lại với những cái cánh tay. Từ từ, nó đang ép. Tôi đang định kể cho các bạn một cái gì đó. Nhanh thế luôn à? Tôi đang định nói về cái gì đấy. Con Catnap này nó sẽ là nhân vật xấu xa mới. Ôi bồi, chạy rồi. Nhảy vào bên này là hợp lý rồi đúng không? Tại hai bên nó ép vào mà. Oh. À đây. Ok, mình hiểu rồi. Ok, mới vào game anh em ơi. Còn bỡ ngỡ quá, rơi xuống chắc không chết đâu nhỉ. Swing phát. Ở đây có cái thang này.
Chưa thấy có trò chơi nào mà vào, tôi chả kịp nói cái gì luôn. Nhìn kỹ nào, chúng ta có đường khác không? Hay nhảy sang bên này? Theo như những cái gì nhìn và hiểu đây thì mình phải nhảy sang bên đường kia kìa. Mình phải nhảy sang bên đường kia đúng không ta? Ấn tượng phết với cái đồ họa của Bobby Playtime phần 3 này mọi người ơi, nó cũng không kiểu theo, nó không theo cái kiểu dụ trẻ con nữa nhá, nhìn nó ra gì đấy mọi người ạ. Nó ra gì đấy. Không biết là bao giờ đấy là cái phần cuối tôi chơi cái Poppy Playtime này. Tôi chắc chắn đây không phải phần cuối đâu, tại vì nó đang thành công quá. Tự nhiên shutdown một cái series vào làm gì. Đợt này tôi cũng bảo rồi, tôi cảm thấy mấy cái công ty làm game nó giống các công ty tạo content hơn là làm game. Nó sẽ vắt sữa mọi người ạ. Nhìn tôi là biết rồi. Content mà anh. Đến đoạn xếp điểm này. Go 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 go. Nhảy sang bên này luôn đi. Kệ kia. Ô. Sao lag phát nhỉ? Hello. Con đấy là hồng hồng kiểu tên gì ta? Kissimissi à mọi người? Tôi nhớ tên nó là Kissimissi, vừa như con rắn hiện ra kìa. Nó vẫn hoạt động như vậy á. À, vẫn kéo mấy cái này. Thề dùng cái tay này nó sướng vậy. Tôi đã chơi Garten of Banban ấy. Tôi đã phải chơi mấy cái con như là cái đồ chơi điều khiển từ xa, cái gì nhỉ? Cái máy bay điều khiển từ xa ấy. Dùng cái này sướng hơn nhiều, dùng cái tay này. Rồ 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 rồ. Sẽ hướng nào ta? Okay. Các bạn mới vào livestream đừng quên ủng hộ mình, đăng ký kênh và like livestream. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Nếu như mà thích thì không thích thì có thể để lại một cái like và rời đi cũng được, không sao. À không thích đến mức không để lại like à? Khó vậy ta. Ủa phải đi đâu? Ồ đây 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 đây. Ồ cả một cái phòng thí nghiệm. Công ty sản xuất đồ chơi. Cái đồ họa này là không đùa được các bạn ơi, đẹp quá. Nó đẹp quá. Nhờ. Từ tập 1 nó đã là một cái game nối điện rồi. Nó bảo nó cho pin vào và... Sao? Pin đâu rồi? Cầm cấp nguồn, cầm cấp nguồn. Một pin nữa. Ô, một pin nữa ở tôi đâu rồi? Một cái pin tôi văng lên trời rồi này. Rõ ràng vừa thấy một cái pin ở đây không người. À, game kiểu gì đấy? Ôi trời ơi, siêu phẩm. Bay luôn pin rồi mọi người ơi, lốt lại nào. Cho cuộc đời sốc phát. Đấy, ban nãy bay mất của tôi đâu cái pin á mọi người. Thề chả hiểu kiểu gì. Một pin, hai pin. Để lên 2k, nhầm, ban nãy nhầm. Nhìn không rõ, đây mới là 2k nha mọi người ơi. Sorry mọi người, thông tin ban nãy là không chuẩn. Hello. Đây là một trong số những cái nhân vật kiểu hoạt hình.
Khả năng voi này có kết cục là không được tốt đấy các bạn ạ. Không ổn cho anh voi này rồi. Có người gọi này. Ai gọi đấy? Đang chơi game ai gọi đấy? Bật thêm có máu. Nhiều máu lắm, công ty nhiều máu anh em ạ. Pin. I need pin. Đâu nhỉ? Ê, tôi phải nghe điện thoại ở đâu đấy? À đây đây. Alo. Có. Ồ, cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá giám đốc. Các bạn tôi có thể lấy pin này để mở cửa. Đó, cho lấy cái. Rồi. À, điện truyền qua đây này. Tức là ở phần này thì có cái con mèo catnap mà anh em thấy ban nãy. Thì nó là cái con công ty sản xuất ra và trẻ con nó bị gặp ác mộng vì cái hơi từ cái mồm cái con catnap đấy. Ai nói chuyện đấy? Cậu là nhiệm vụ của chúng tôi. Rồi tình hình là như này nhá mọi người nhá. Nó xin lỗi vì lần trước nó không để chúng ta thoát khỏi nhà máy như lời hứa. Và nó giải thích là nó cần tôi để có thể cứu giúp tất cả những người ở đây. Về mấy cái con nhân vật hoạt hình thì ngày xưa là có khoảng 8 con. Thì bây giờ còn lại mỗi con catnap thôi. Và đây là cái khu vực mà cái con catnap đấy nó săn mồi. Đây cái khu vực chúng ta đang ở là khu vực của con catnap. Nói chung là tập này tôi sẽ phải đối diện với cái con đấy. Ok. Thông tin đầy đủ chưa nhở? Và cái người gọi điện tên là Oli. Một loại dầu nhá các bạn. Dầu Oli. Đùa đấy, trêu. Cứ đi mở cửa như này thôi hả? Mở cũng được thôi, đừng có gì rơi vào đầu tao được. Cái gì này? Đập tay. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Não một tí anh em ơi. Có di chuyển được không vậy? Nhưng mà cái này nếu mà nó không cho tôi kéo thì khó nhở. À, Q và E à? Ok. Rồi. Các bạn có thấy nó bị giật giật không? Hay là cái trò này tối ưu kém thế nhở? Thấy giật giật. Ủa nhưng mà cái quả truyền điện ban nãy kiểu ngầu vãi này. Ui, ảo thật. Quá đẳng cấp luôn. Nói chung là cái con game này nó vẫn là một cái con game nối điện anh em ơi. Sao lại mở cái cửa gì để tôi lại định đi cửa cũ ạ. Grab handle rotate beam with Q và E. Rồi. Ok, vẫn kém ở cái khoản tìm đường. Anh em thông cảm nhá, vẫn kém khoản tìm đường lắm. Tôi vừa mở được cái cửa nào đấy. Rồi ok. Nani? Nào, đừng đi các bạn. Ok. Toàn là túi sách của trẻ con này. Cho trẻ con vào trong cái nhà máy. Thật ra tôi chưa giờ có quả
ở Việt Nam thì chưa thấy là trẻ con đi nhà máy bao giờ cả nhờ. Ở nước ngoài có, các bạn xem cái phim Charlie gì sô cô la, nhà máy sô cô la chưa? Ờ, ở đây có nhà máy đồ chơi và cho trẻ con nó tham quan luôn, hay phết. Cảm thấy là hay phết. Tôi là Elliot Ludwig. Hello. Xem TV nha. I asked around once. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile, they deserve to love, and they deserve a safe home. Ông giám đốc này, ông ấy bảo là... It is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce... Đẹp ấy. Playcare. Khu này, khu Playcare. Our very own on-site orphanage. But it's not only that. Khu cho trẻ mồ côi á. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Chua khu này đẹp, 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 đẹp. Game làm đẹp và wow. Đầu tư quá mọi người ơi. Hello Ollie. Cool place, right? Nơi khá tuyệt đúng không? Mấy đứa trẻ từng sống ở đây, giờ nhìn nó đi. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. Khôi đẹp đấy. I can give you a key down there. Hello. Hello. Có một cái chìa khóa và anh em phải đi kiếm nó. Chết rồi, nó vừa nói gì tôi không nhớ. Ok, ông giám đốc bảo là trẻ con xứng đáng được nụ cười. Ông ấy rất muốn trẻ đem lại cho trẻ con tiếng cười. Thế là ông ấy bán ngay cho con mèo thải ra một dạng khí cười anh em ạ. Có thể nói là mua cái đấy cho con nhà mình là chết dở đấy các bạn ạ. Có 1, 2, 3, đừng nói là phải vào từng cái nhà này một nhé. Cho cái thông tin cái nhở. Bubba Bubba Fun. Mày nói cho tao cái thông tin gì hữu ích hay là mày Bubba Bubba Fun đấy. Oh. Cứ đi thẳng vào thôi, không cần chìa khóa gì đâu nhá. Tùy cửa. Cỗ máy gì này? Tiếng gì đấy? Cái ghế trong này di chuyển được này. Mục tiêu của tôi vẫn là phá đảo cái trò này trong ngày hôm nay, cho nên là sẽ khá là dài đấy, tôi đoán vậy. Với cái quy mô của trò chơi này tôi đoán là nó sẽ không thể kết thúc sớm nổi đâu. Cho nên là anh em bận gì bận đi đi. Tôi sẽ có video về trò này mà. Ấn tab. Okay. Now the question you're probably asking yourself is, where does it go? Well, head back out, and you should find a door just to the left of the cable car you took down here. Nó bảo là chỉ ra ngoài cái đoạn mà tôi vừa vào và rẽ bên tay trái. Hay là nó ý nó là cái chìa khóa của cái bên nhà này?
À, nó là cái nhà này. Bên trái của cái cable car đây, nó là cái nhà này đó. Rồi. Hiểu tí là được mọi người, hiểu tí thôi, quan trọng đâu. Trông kinh dị quá nhở. Con này trông này như ác. Cẩn thận ngã nhé. Khu này là khu của... Đừng quên mặt nạ của cậu nhé. Mình đã được cái mặt nạ nào chưa? Chưa được cái mặt nạ nào cả. Ê, chắc là chả cần. Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole evil play care system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Mình phải chuyển khói từ bên tay phải sang bên tay trái các bạn ạ. Từ từ tôi phải làm một xíu cái này đã để tôi giảm độ nhạy chuột. Tại vì wow. Nhăn quá. À ha 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 ha. Mình phải làm nó. Và bây giờ là đang thiếu điện này. Chắc là lại truyền điện, truyền điện. Cho cái pin coi. Làm khởi động điện ở bên kia này. Và sau đó thôi, cứ vào đây xem nào. Chắc là pin trong này thôi. Tới bên này. Game đẹp quá ta. Game đẹp quá ta. Tôi đánh giá thấp Poppy Playtime rồi. Tôi còn định không chơi trò này á mọi người. Cơ chế pin pin này hay phết. Khá là đầu, khá là óc các bạn ơi. Có cái băng đĩa này. Đồ mới, đồ mới, đồ mới. Một cái tay mới. Có thể đổ tay. Pro tay has airjet. Airjet, airjet. Để phanh ngã cho nó đỡ đau. À, hay phết. Tay tím đây đúng không? Cái tay nó bảo đây đúng không? Swap hand. Press high to scroll này. Rồi có thể sử dụng số. Có thể sử dụng số hoặc là cái tay này để làm gì? Các bạn là nó kéo dài ra mà nhờ. Cả hai tay kéo dài luôn hả? Ngon. Thể sướng hơn cái máy bay ở trong Garten of Banban. Là cái chắc. Là cái chắc luôn. Và đổi tay nó khá ngầu. Cái gì này? Ngầu vậy. Ngầu quá phải. Ngầu. Cái đấy ngầu thật. Cái ngầu quá. Chỗ này dẫn đâu? Có rất là nhiều vết cào này. Game chi tiết và hay quá. Hơi vội đúng không? Ơ thôi. À đây 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 đây. Cái nhảy nhảy này ngầu quá. Nào. Rồi ok. À, super, hiểu, 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 hiểu. Không hiểu lắm. Rồi, xong rồi sau đó các bạn sẽ như này ha. Xong các bạn nhảy sang đây. Sau đó các bạn BAM. Đỉnh đó chứ.
chưa xong. Các bạn sẽ phải... Nó là như vậy đó. Cái vấn đề là chúng ta sẽ phải chuyển từ đây sang đây và mãi mới đi vào cái khu điều khiển điện này. Ok. Trông não lắm, trông não lắm mọi người ơi, game này nó não. Tức là nó có hai lối đi vào đây à? Ban nãy tôi tôi từ đây lên mà, quên. Let me see anh em ạ, let me see. Điện đóm. Là sao tôi phải phá cái đoạn này hả? Chỉ như này thì làm gì có. Nguồn ở đâu nhỉ? Tôi xem nào. Bên này có nguồn nó tít ở ngoài mà. Cảm ơn Rima 2K8 nhé, cảm ơn bạn. Và là như vậy đó mọi người ơi. Ok. Hơi não xíu. Ngon rồi mọi người, là như này đó. Chu 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 chu. Rồi. Ê, chơi game này cảm giác thông minh lên nhá. Mặc dù tôi biết tôi không thông minh đến vậy. Mau quá đi anh, nạp tiền vào đồ nít nó vào. Cố lên chồng em. Đặt tên thế là chết anh rồi em ơi. Cảm ơn em nhá. Chả hiểu kiểu chóa thì được. Mau quá đi anh, nạp tiền vào donate nó vào. Anh này nhiều vợ áp kênh chat ai cũng nhận chồng mặt cười. Anh chịu thôi. Ôi trời ơi, là như vậy. À đây tôi hiểu rồi. Nó cứ phải như này mới được. Mau quá đi anh, nạp tiền vào donate nó vào. Đây, nó như này. Nó không như thế rồi. Nó sẽ phải sang bên này đó. Và sau đó nó sẽ ở bên này. Rồi, hiểu rồi. Cứ đùa với người già suốt. Let's go. Nhầm. Trời ơi, nó lại phải thế hả? ok được rồi ạ. Giờ sao? Hai cái điện rồi. Cửa này đã mở, ok hiểu rồi nha. Lạy game, ta lạy game. Điên mất. Điên. Có một pin này. À đâu, pin là ban nãy mình lấy mà. Để xem nào. Pèo. Dây điện bên này đã chạy này. Ní.
chuyển sang bên trái hộ mình cái. Rồi, đẹp rồi này. Hình như chuyển tiếp sang bên này nữa. Là ai? Là ai vậy? Có tiếng chân. À không, tiếng chân mình mà. Không phải. Gọi suốt, mình có điện thoại thật không đấy nhở? À, mình... Ai đó tắt điện rồi. Ta sẽ gửi mày chìa khóa khác. Rồi cái bức tượng. Dùng nó để vào home sweet home. Find the building's backup generator. Good luck. Ok. Ok. Có thằng nó ngắt điện, thế là bây giờ tôi phải tìm cái chìa khóa ở dưới bức tượng để vào home sweet home. Tức là tôi phải đi ra ngoài lại từ đầu đúng không? Hiểu nôm na là vậy đó mọi người. Bye. Bye bye. Đi ra lại nào. Statue. Statue ở đâu nhở? Nhưng mà tại sao cái game này nó lại phải làm cái phần màn hình loading này? Cái này đánh giá kém này. Cái này đánh giá không đã. Trên 10. Phải không? Đó đúng rồi. Nó để cho tôi một cái chìa khóa nữa ở dưới cái bức tượng á. Để vào home sweet home. Home sweet home ở đâu thì sẽ tìm sau. Bây giờ tìm chìa khóa đã nhở. Bức tượng, bức tượng. Tức là bây giờ sẽ phải vào một cái nhà nữa đúng không? À đâu? Nó là cái khu này. Yes sir, nó là cái khu này sir. Giao hàng qua đây đúng không? Có phải có chìa khóa không? Rồi mình xin nhà. Để vào home sweet home mọi người. Điều 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 điều. Trời ơi tôi tìm đường kém quá. Lối ra ở đâu? Ôi shibo. Vừa vào xong quên luôn được. Không quá, không quá. Home sweet home đây đúng không? Phải tìm từng cái nhà một hả? Đây rồi. Có đúng home sweet home đây không? Có cái tên không nhở? Chia nhiều tập á? Không, hôm nay anh phá đảo luôn. Quan trọng gì em ơi? Mình thích view ở kênh mình, đến kênh mình xem cái gì là phải phá đảo luôn. Nó đỡ phải... Hoặc là hay là mình tập này tập kia phát nhở? Nếu mà tập hôm nay nó dài quá chẳng hạn. The fuck? Home sweet home nào đây? Là tao phải vào đây ấy hả? Mày bắt tao vào đây thật đấy hả? Ok. Không thở được, không có thở được. Nín thở cùng game thì thấy cũng nó cũng không quá vâm đâu mọi người ơi, nó cũng nhanh thôi. Nó không gây quá nhiều đam đâu nhở. Okay. Game dài 2 tiếng mà em bờ cái nhà đầu tiên ấy lại mất tiếng rưỡi, chết rồi. Không hiểu. Tao sợ rồi á. Tao sợ rồi á, tao sợ, tao sợ. Tao sợ lắm, tiếng trường học là tao sợ. À đây. Hello. Xấu ác. Anh em có nhìn thấy ngay ngoài này này. Oli bảo tôi cần phải chạy. Despite Playtime's proclamation of Ludwig's innocence, many believe his reclusive. Nói chung là ném một thằng mù đường như tôi xuống dưới này là tôi chịu chết rồi. Tôi chả biết được cái gì luôn. Ném tôi xuống dưới này thì tôi chịu chết. Đừng di chuyển. Tao di chuyển đây. Ai không có gì đấm đấm gì trong phòng ấy, không có gì đâu mọi người. Cảm ơn em nhá, vẫn phải cảm ơn em thôi, cảm ơn em nhiều. Đây ở đâu?
Ê này, hình như nãy giờ tôi đi vòng tròn đúng không? Trời ạ. À không 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 vòng tròn lắm như vậy. Có vòng tròn không nhở? Tôi chả hiểu là cái game này nó bắt tôi. Nó bắt bác phải tìm đường. Bác không biết tìm đường. Cuộc đời bác không bao giờ phải tìm đường. Google Maps chỉ bác hết. Bây giờ bắt bác tìm đường trong điện tử. Ngoài đời bác còn chả biết đường. Bảo bác tìm đường trong điện tử bác chịu ơi. Để ở đâu? Tội lỗi sẽ ám mày. Ok. Bắt tao đi cả quả hành lang để đọc cái chữ đấy. Tiếng gì ấy? Trong này có một con gì đó mà nãy giờ tôi thấy được con cái đầu của nó à? Chưa thấy được hết. Get up. Đứng dậy. À hello. Nó đó. Đứng dậy. Hello. Đi đường này hả? Tôi đang làm đúng hệt như những gì nhân vật ở trong game kinh dị á. Nó đi đến đây và nó biến mất. Có ai sau mình không nhỉ? Rồi, vậy là bây giờ sẽ chỉ có một đường để đi thôi. Nãy giờ tôi chả hiểu tôi vào trong này làm gì luôn á. Phòng này nhiều tiếng ma trẻ con. Vào đây à? À vào đây à? Ok, vào đây ha. Vào đây à? Happy and fun. Why what is done? À, happy and fun. Why what is done? Không phải lớp các bạn ạ. Ok. Phải tìm một cuốn băng. Nhấp vào đây. Greetings employees and welcome to your first day here in playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that. Này lười đến mức không làm hoạt ảnh cho hơi bị cắm Rio nhá các bạn nhỉ. Where you are or what you've done. Worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you. May you descend into the dark and the dust. Finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Giống con Sonic nhỉ mọi người ơi, giống con Sonic. Hungry for your return. Giống Sonic nhưng mà bản từ xấu xa ấy. That they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow. Their smiling mouth. Huggy Wuggy. Đây là con quái vật mà tôi đã giết từ phần 1 rồi. Watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow tôi không đi được. Such time to figure your place in the world you've left. A world that's theirs now. Welcome home. The fuck? Hay phết đấy. Ảo thật, nếu mà các bạn hít quá nhiều cái khí gì đó của cái công ty này. Hình như là tôi hiểu rồi, tôi đi qua cái khí đấy. Tôi đi qua cái khí đấy và tôi hít một cái lượng gì đấy và chúng ta mới gặp được cái cảnh như ban nãy các bạn. Tại vì ma bước từ trong TV ra nghe ảo thật sự. Nghe ảo lắm, không không. Chắc chắn là tại vì tôi hít cái khí đấy rồi. Hoặc là cái trò chơi này bị dở hơi rồi. Quỷ bước từ TV ra là cái thể loại chóa gì, không có cái công nghệ nào thế cả. Tao về cái. Mày đơ quá con. Mà sao quái vật búp bê chết nhưng mà lại có máu nhỉ? Giống ga từ nó ban ban đấy.
qua được. Không mở được cửa. Nào. Thôi đừng bắt tao xuống đây. Hay là phải xuống đây vậy? Thôi tôi xuống phát xem nào. Tí này. Ơ quầy ngầu vãi. Ngầu vãi. Dân đùy rồi các bạn ạ. Nhầm. Nhầm nha. Đi bên này. Cửa bên này. Để vào đây. Chơi game kinh dị là anh em cứ phải mạnh dạn cho tôi. Nhà làm game chả chăm đến cái mức dọa các bạn suốt ngày đâu mà. Người ta làm jump scare cũng có hạn thôi. Cho chậm đi qua cái. Rồi cảm ơn Ái Khanh nhá. Đi qua đây này. Lại đừng bắt tao xem tivi. Đừng bắt tao xem tivi kiểu ma nhảy ra khỏi ấy nữa. Ê nhưng mà tôi vẫn muốn xem nhá. Có cái đĩa ở đâu? Đây rồi, bằng đĩa đây không? Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What are you doing with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? Yes. Kevin is very sick. Quay sau tao. Very, okay. Very sick. We want to make him better, but he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school. Con trai rồi đấy á. And got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, I should think. Come now, let's get you on back to bed. Okay. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, nó không your friend đâu. Will be all right. When you see him again, he'll have never been better. Tức là ông thì có con trai và đã hình như là làm xét nghiệm, làm thí nghiệm với rất nhiều các cái cái đứa trẻ em thí nghiệm kiểu gì ấy. Không biết, nói chung là chắc là không tốt đâu ha. Anh em nào muốn biết tốt hay không thì kiểm tra nó xác thực hẳn nữa thì vào mà xét nghiệm nhá. Tôi chỉ truyền đạt được đến vậy. Thì bây giờ muốn biết tốt hẳn hay không thì chỉ có nước vào thử nghiệm nó thôi chứ bây giờ. Tiếng. Một pin nữa. Ai thấy pin cháu không? Ở đây Kelvin đây chứ còn gì nữa. Ở đây, Kelvin đây thì hơi thảm nhỉ. Không phải đâu. Mommy Long Legs là đứt với mình từ tập trước rồi á. Còn một cục pin nữa hả? Nhưng mà cái game này nó cứ có cái lỗi mất pin như ban nãy, làm sao mà tôi chơi nổi nhở? Nó cứ mất pin thì... Đây, có thể là phòng này. Thank you. Có khí đâu? Ở đây là cái đầu lâu à? À không.
phải, không phải. Ở đâu rồi? Su. Go. Thế cái đấy hay phết, cái đấy phấn khích phết. Ui, từ từ, đi cẩn thận, ông lọt xuống đây là hết cứu. Game nó phải có mấy cái đấy nó mới phấn khích được anh em ạ. Mấy cái đứa trẻ con ở đây trông đáng yêu phết. Tôi kiểu ở nhà làm game sẽ kiểu ờ con xinh quá, có muốn con anh chị được có mặt trong một dự án game kinh dị rất là nổi tiếng không ạ? con game đấy là cái con game mà trẻ con vào đây sẽ bị ăn thịt ấy. À đấy, kiểu ông bố mẹ kiểu ok. Chả hiểu sao. 22 trốn đi này. Có lẽ là tôi phải vào thêm những cái phòng này nữa mà tôi. Ê, tôi nghĩ là nó hiền á. Tôi nghĩ nó hiền ác luôn á mọi người. Ok. Rồi, viên biên thứ hai. Đi được cửa chính chưa nhở? Ta sẽ mở ở đây, đừng mở ở đây, tao không đi ở đây nữa. Ta đi ra bên này. Bây giờ thì chúng ta mới xong được cái nhà thứ hai á. Điên mất. Điên luôn ý. Cái gì ấy? Bắn được không? Ấn E để dùng cái trụ này. And pull the aim turret at power roll and pull the lever. Làm gì có cái power roll đâu. Tức là cái này hình như là... Tôi cứ tìm mãi cái nút bấm ạ. Cái đệt. Này đẹp mắt phết anh em ạ. Mấy cái pha này thực sự là đẹp mắt ạ. Ơ. Phải được chứ ba. Bên này trước này, xong rồi sang bên này. Nó không phải là như tôi nghĩ à. Cái này kiểu gì nó cũng chắn nha mọi người. Bên này thì chỉ lo được cái này thôi. Cửa này nó đi xuống. Bắn ở bên này thì cái cửa này nó lại lên và ngắt cái nguồn điện ở đây. Không làm nào được. Tao điên quá mẹ.
cái chóa gì. Ê, đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi. Tao nhìn nó không ra luôn á. Tao mệt quá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi anh em ạ. Mệt mỏi thật sự. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nó lại thế nữa, mệt thật sự. Không nhìn được. Không nhìn được. Ấn cái nút gì mà nó lại saving game cho mình đây. Hóa ra là nó sẽ có những cái mà mình có thể kéo kéo, ngồi lôi lôi. Anh em phải hết sức để ý nhá. Anh em chơi game này hết sức để ý mấy cái chi tiết đó cho mình. Xem nào. Khổ quá, mắt kém. Ê, cái đoạn này trông quen vậy. Đi lại lên đúng không? Xong một nhà nữa rồi đúng không? Xong một nhà nữa rồi. Cảm ơn cuộc đời. No, no, let go. They didn't do anything wrong. We're actually here to help. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this. Không vấn đề gì cả. Chiu chiu. The reason we found you at all. Woo! Looks like the train crash hurt us both. Hello, hello, kissy missy. You've been through so much. Đúng rồi, tao đã trải qua rất nhiều thứ lắm rồi. Game của chúng mày dở hơi lắm. Come on. Bạn cần sự, bạn cần lời giải thích, đúng rồi. Tao rất cần lời giải thích. Tại sao lại có cái tấm ván kiểu vậy? We'll be okay. Okay. Chúng ta sẽ ổn thôi, đúng không? Ê, người tốt này các bạn. Người tốt màu hồng này. Đây là cái con búp bê mà phần 2 nó không cho chúng ta chạy thoát đó. Nếu các bạn xem phần 2 của tôi, đoạn này là cứ đi theo bọn nó thôi đúng không? Cái màu hồng này hiền ác luôn các bạn nhá. Mở gì cho tớ đấy? Tớ vào được không? Cảm ơn cậu. Listen, I'm not your enemy. Không phải kẻ thù à? I can't just let you leave. Nó không thể để anh cứ thế mà đi được. Happening down here is bigger than all of us. Điều gì diễn ra ở đây là đều lớn hơn tất cả chúng ta. Tôi cần cậu. I can get revenge on those monsters who've tortured you. Tortured us. You didn't act alone. You're disciples of the original. The prototype. Do the honors. À, không có gì cả. Ok. Game điên rồ thật các bạn. Do the honors. Ấm. Ấn. Rồi sao? Prototype knows we're coming by now. Prototype là mẫu thử á? Try to escape, he'll kill you. Nếu cậu muốn trốn thoát, hắn sẽ giết cậu trước khi cậu đi ra khỏi cánh cửa đó. God awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you. How capable you are. Con này buồn đấy. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Nó đang khen mình á. He's coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. Can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Ollie khác nhá. Mà cái con búp bê này anh em nói chuyện là khác này. Con này là Poppy này. Ollie là người gọi điện cho chúng ta và bây giờ chưa thấy mặt. Và đang chống lại một cái thứ gọi là mẫu thử. Prototype là mẫu thử. Ai gọi đấy? And she turned on the dome's backup power. Now the plan from here is pretty simple. Kế hoạch. We need to restore power to the gas production.
torch. Grab it and plug it in underneath the statue. Phải chóa đâu. Nó đây rồi các bạn. Chúng ta sẽ vào kéo cái này vào trong statue. Kéo nó xuống đây. Home sweet home. Đây rồi. Awesome. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nãy giờ mới được có. Được nửa đường rồi. Nơi nào nên? Được nửa đường anh em ơi. Ok, cho xin anh em mình đi được nửa đường, 50% game rồi mọi người ơi. Chúng ta sẽ lấy cái chìa khóa để bây giờ chúng ta đến school. Đến trường học nha mọi người. Go. Hôm nay tôi phải phá đảo. Phải là tôi. Sao lại hét lên thế nhỉ? Được rồi mọi người ơi, cố lên nào. Chúng ta sẽ phá đảo được cho chơi thôi. Khả năng cao phải xuống nốc thêm. Đây có phải trường học không? Trông giống trường này. Trường học này. Rồi. Rồi, một cái map mới các bạn. Hy vọng nó sẽ không dở hơi như cái map ban nãy. Home Sweet Home. Tôi vẫn nhớ cái tên của nó. Yo. Okay, make this quick. Mau quá đi. Nạp tiền vào đó hết vào. Cố lên anh nghỉ chỉ dành cho người yếu mặt cười. Đúng rồi, nghỉ chỉ dành cho người yếu thôi. Chào em. Con Oli bảo là ở đây là cái chỗ con Catnap nó hay thường bỏ qua nhất. Tại vì chắc là Catnap cũng không thích đến trường ấy. Nói chung là chúng ta phải xác định cái map đã. Đầu tiên là chúng ta phải xác... Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Cô giáo. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Chưa gì đã thấy điện điện rồi này, ok ok. Tôi cũng khá thích mấy cái điện điện này, miễn là nó cái gì cũng phải hợp lý, anh em hiểu không? Truyền điện vào đây này. Ok. Trong này là đâu? Nó là cùng một phòng thôi. Cảm ơn hai lực nhá, cảm ơn bạn đã vào hội viên. Cảm ơn bạn nhiều. Bạn vào đúng rồi đấy. Bạn phải làm hội viên của tôi. Thế nó mới vâm nhỉ? Cả bạn. Để xem nào. Chúng ta chưa gì đã tìm thấy một pin rồi này chú. Tức là sẽ có chỗ lắp pin trong này. Không phải, đây là một phòng, đây là một lớp. Bạn ấy là Miss gì á? Bạn ấy là Miss chịu chẳng nghe kịp. Nói chung là khả năng cao là cô giáo nữ lắm các bạn. Không có thầy nào nhỉ. Đây rồi, có lỗ chỗ lắp pin rồi. Một chỗ này. Nó sẽ nối điện đi đâu? Từ từ đi. Kinh vái. Kinh vái. Kinh vái các bạn. Kinh vái con gì. Đi ra đây và nó mất tích luôn. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used
here. How are you? Nó hỏi thăm mình. Alive. Ồ, không, nó hỏi sao mình vẫn sống. Barb? Barb? Oh. Tên mình là Barb. Barb says you're looking for your coworkers. Catnap wouldn't like that you're here. Dạ tao của bạn. For your own safety. Nó nhận ra mình là nhân là công nhân cũ ở đây. Nó hỏi tại sao mình vẫn còn sống á. Hình như là đang tìm đồng nghiệp. Thì nó bảo là cái con mèo nó không thích tôi ở đây, tôi nên rời đi. Thế chắc là các bạn nghe được. Cái đấy cũng đơn giản ha. Sao để vào trong này được nhỉ? Có một cục pin nữa trong này này. Phải ở đây rồi, phải đi thôi. Bạn ơi, cái thằng cái bà giáo viên bà đi ở đây như nào nhỉ? Lại phải tìm đường. Ôi game tìm đường ơi. Tôi sẽ không thể nào vào trong kia được. Khoan đã, tôi phải set lại cái độ sáng của game. Nó sáng quá anh em ạ. Tầm 60 thôi. Thì đồ vật nó nhìn nó mới đẹp được. Ôi dồi ôi, tối lắm. Nó phải sáng cơ. Tầm 70 ha. Tầm 70 để cho nó đổ bóng. Nó còn trông game nó còn sang xịn xíu. 70 đi. Tại bên ngay là kiểu gì cũng có chỗ bám này mà. Ok, tìm thấy rồi. Không mất công tôi cứ nhìn lên anh em. Thank you. Cho lên cả. Đây, vào trong này để lấy pin. Đẹp dai, lại lên lại. Nào. Đừng. Rồi. Pop. Chúng ta sẽ cần cái này. Kịp thôi, nó phải kịp thôi. Có con quái vật nào trông giống người lắm. Nó giống người nhất trong số những cái con quái vật tôi từng thấy ở cái trò này ấy. Ở đây cần cục pin để đi qua này. Ai thấy pin đâu không ạ? Có ai thấy pin đâu không ạ? Hiểu.
Cho xin cục đấy. Không lấy được. Tôi định vào tôi lấy cái cục pin đó để ra lắp vào á. Không lấy được, không lấy được. Xem tivi đã, chắc là phải xem tivi đã. Ở cùng chỗ những nhân viên à? Không. Bọn trẻ có an toàn không? Có. Tôi thể gặp bọn họ được không? Không. Đó, tất cả những gì anh ta nói cho tôi. Khả năng cao là anh ta biết là tôi sẽ giết tất cả bọn chúng. Ôi giời. Máu lạnh thế nhở? Điên rồ quá nhở? Điên quá. Nói chung là có mấy đứa trẻ con trong trường á thì quả giáo viên là đơm hết rồi, cả giết hết rồi. Ban nãy tôi mở ở đây không được đúng không? Hình như phải xem xong video thì nó mới cho mở. Đó. Gì này? Tao nghĩ là tao sẽ lại tìm thấy một cái gì đó để tao kéo. Tao biết liền. Game này. Giờ đi xem nào. Giáo viên trong trường là giết học sinh rồi nhá. Đấy, giáo viên đấy đấy. Not a good listener, are you? You're not like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. I look forward to finding out. Rồi. Students, did you know that there are 60,000 miles of blood vessels in the human body? The smallest bone in your body is the stapes in your ear. Still, damage it and you risk losing your hearing. Đánh vào đây một phát thật là đau là sẽ điếc nhá các bạn nhá. Đấy, giáo viên vừa bảo. Want to learn more about human organs? Muốn học thêm về attention in class. Về nội tạng người không? Hello students, did you know that there are 60,000 miles of... Đánh vào đây một cái thật là mạnh là sẽ điếc này, nên các bạn hạn chế đánh vào cái chỗ đó nhá. Giáo viên bảo thế chả biết. Tôi chả biết đâu. Đây rồi. Cái cột đấy đây rồi. Điên thế nhờ. Má ơi ạ. Gì ấy? Không phải đi bên này, không phải đi bên này. Tôi hiểu. Nào. Khó thật. Nào.
Nhanh lên nào, vâm. Phải vâm rồi. Mấy đoạn này là phải vâm lên rồi mọi người ơi. Ôi. Đóng cửa vào được. Sao lại mở ra thế thì chịu rồi. À chạy nhanh à? Em có tin là cơ chế trò chơi làm ra để cho các bạn chạy nhanh cỡ nào cũng không bao giờ chạy được không? Không bao giờ chạy nổi nhá. Để tôi nói lại cho anh em cái điều đấy. Chỉ có chơi theo cái luật của bọn nó. Vẫn nhìn nhá, vẫn đang nhìn á, vẫn đang nhìn á. Đừng phá luật nha. Không được rồi, không được. Chạm này. Cái gì ấy? Nào. Chạm này. Rồi, ở yên đấy là tao. Đứng yên đó. Sao tôi lại mở? Nhầm trượt. Nhanh. Đóng cái cửa đó vào được không? Cô ơi. Cô ơi. Điên quá, cô này vâm lắm. Ở yên đó đi. Tôi ra đây tôi xem là như nào nào. Ở ngoài này không đi được. Trời ơi, nó hẹp quá. Gớm. Bố nhà cô điên thật. Đâu nhỉ? Chặn được không nhỉ?
Và ngon. Chặn được rồi các bạn ơi, chặn được rồi. The fuck. Vâm rồi mọi người ơi. Ván này nói chung là cũng vâm. Khoan. Có tiếng chân. Ê, chặn được à? Chặn được. Chặn được nhá mọi người ơi. Duy lên tìm ra bước game luôn. Ngon. Đoạn này là sao nhỉ? Ê sao tôi nghe tiếng chân? Sao nhạc căng thế? Làm gì có ai đuổi nữa đâu mà căng. Điêu. Người ta bớt cả game rồi còn căng. Chả hiểu nó như nào ạ. Game đi chả ngủ. Anh bớt ngay. Tuổi gì vậy anh? Ôi! Tao biết ngay mà. Ê khoan, nó không quan tâm nữa rồi. Nó không quan tâm nữa rồi. Nó đuổi rồi. Nó giết ngay quả boss trường. Boss chưa? Bằng đôi bàn tay này. À không, đôi bàn tay nhựa này. Nhưng mà đôi bàn tay này. Bảo xem anh Duy Lê từ đầu đi. Xem Duy Lê chỉ ngay cho quả bớt game cho nó nhanh. Vâm ngay. I'm Hoppy Hopscotch. Wanna try hopping to the moon with me? All three with me. One. Again. One. Two. Three. Nope. Gì này? Thỏi vừa kêu. À. Piu. 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 Tôi tưởng nó chỉ hóa ra nó bắn súng thật à? Hay ấy. Hello. Cho xin pin nào. Đi qua đâu đây? Ok. Phải nhanh. À.
Đâu rồi nhỉ? Ok, chúng ta sẽ phải nối điện tiếp. À. Nối điện. Trên này cũng có máy luôn mà. Phan. Nhiều máy ác. Nó sẽ là một hệ thống các bạn này. Một cái này. The fuck? Tưởng nó trôi mãi. Đây rồi. Được chưa ta? Hay là cái này tôi cũng cần phải chỉnh. Cái này tôi cũng cần phải chỉnh này. Thề. Có mấy cái quả tay ở cái trò này bay nhìn trông chất phải. Ok. Ngầu ác. Thề. Mấy cái này ngầu ác. Lên đây này. Parapep. Boom. Từ từ đứng lên đây. Đó. Ê, mấy cái tay đấy hay vãi, mấy cái cột đấy nhìn ngầu ác ạ. Nào. Có nhảy được không? Con nào đoạn này tôi cảm giác là sẽ có cái gì đó nhảy xuống trên mặt không à? Không thôi. Game chơi phê trên 10. Có phê. Thế là hóa ra là cũng chả có con quái vật nào đuổi mình. Ok. Sự phát triển là chìa khóa. Cái gì thế nhở? Cái con bé đấy là tôi đối đầu với con đấy là như nào đây? Hí hí, thằng bố mày. Nào. Chết ngay với tao. Tôi biết ngay mà. Tôi tưởng là tôi bắn headshot nó được cơ. Hình như bắn chết nó được đúng không? Ủa, các bạn nhìn ánh sáng game nó làm này. Đẹp vãi. Trời. Ở đâu ấy? Ôi bạn đi ra khác bạn. Có bắn nó chết được không nhỉ? Còn 3 viên, phải tiết kiệm. Hí hí đéo. Không ai chơi mày. Yeah. Đi ra. Bạn ơi. Chết rồi. Chặn cái lối đi của nó được mà. Nào lách cái gì đấy. Con này bị làm sao nhỉ?
được đâu. Không được đâu, không được đâu, không được đâu. Càng ngày càng đông, sao đông ấy. Chết rồi, đường cụt. Đường cụt, đường cụt, đường cụt. Đi ra, đi ra. Không phải lối này, tao đi nhầm, tao xin lỗi. Nãy đi đây này hả? Bây giờ bắt đầu thấy chúng nó đáng yêu mà sao? Ok, lại tìm đường đúng không? Vẫn là game tìm đường anh em ơi. Thằng này tôi đốt chết luôn rồi thì phải. Thằng này này. Đi ra, đi ra, đi ra. Đâu rồi nhỉ? Có thể là bên này. Ừ, thấy đang saving này, hình như đi đúng đường rồi. Cái map này là sao? Gameplay nó sáng tạo lắm mọi người. Lại thấy mấy cái thanh điện rồi. Ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu. Đi ra. Đi ra, đông lắm. Đoạn này đông. Đoạn này đông, đoạn này đông, đoạn này đông. Đi ra, đi ra, đi ra, tao còn một viên. Tao còn một viên thôi, nghe không đáng sợ lắm. Nghe giống mình phải sợ hơn mấy ông. Không hiểu đoạn này là sao mọi người. À, một phát rồi, hiểu. Hiểu luôn, hiểu luôn, hiểu luôn, hiểu luôn, hiểu luôn. Xả đạn đi, xả đạn cho tao, xả đạn cho tao. À, đừng làm thế với Duy. Đừng làm thế với Duy nhá. Vào đạn này và nó sẽ dẫn ra đây. Ủa, để Duy sang bên kia nha, để Duy sang bên kia. Không, từ từ, nhảy con ngựa, nhảy ở đây. Nhảy đây. Nó không cho nhảy ý chứ. Lên đây nào. Đoạn này hết cứu thật. Ôi. Ơ, cũng ra được một cái đường nào đó này mọi người. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Vào đây và ấn nút nào. Nào 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 nào. Chúng ta
ta sang bên này đúng không? Rồi ok, cuối cùng cũng sao được rồi. Mấy con kia tránh ra, tránh ra tao. Ok. Được nha. Cuối cùng qua được. Xuống hầm hả? Hết cứu. Đây rồi. Đây rồi. Nó là có một cái gì đó mới, nó thúc đẩy cái tinh thần hơn các bạn hiểu không? Không còn mấy cái quan trọng hơn nhất là không còn mấy cái con bé bé kia nữa. À. Đi được hả? Dưới này có làm được cái gì không? Đáng cao là dưới này. Đây như kiểu là cái Easter egg ấy các bạn. Chắc là một phòng dành cho Easter egg. Game cũng là đồ sộ mà, cho nên là chắc là cũng sẽ có mấy cái Easter egg. You're a Poppy's angel. Bạn là Poppy. Come to save us. Đến để cứu tôi. Nothing left to save. Not here. Cứu sao được anh ơi? Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap. Thứ đó là the Catnap. Prototype is his god, and this is what he does to him. Mẫu thử đó là Chúa. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The torment. Oh no. Mother, no. Oi, oi. Please, just go. Đi đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu anh? Anh bảo em chạy đâu? Chạy 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 chạy. Nó bảo chạy thì phải chạy. Nó bảo chạy thì phải chạy thôi. Cái gì đang xảy ra? 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 Bạn ấy tôi làm gì nhở? Bạn ấy căng này mấy ông ơi. Chạy 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 chạy. Đầu tiên là bên đó. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chờ ra bên này đi này. Và ở đây nó sẽ phải là bên trái trước này. Nó sẽ phải là bên trái trước. Qua wow, những cái bài học các bạn hiểu không? Phải đúc kết được cái bài học. Trái trước này. Trái tiếp không phải này. Bên này. Xong. À đây 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 đây, bên này bên này bên này. Nào nào nào, đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Trượt cầu trượt cho tao. Trượt ngay cái cầu trượt cho tao. Ừ. Rồi. Này giống phần một ác. Trời ơi, bye. Rồi, thế thôi được rồi. Đừng làm tớ phải, đừng. Ôi, tay của tôi. Con súng mày ông, súng mày ông. Được quả ăn hên mà. Quả ăn hên mà, nó chút không hên cho nó chót đi. Kẻ yếu mới dừng lại mọi người ơi. Làm lại. Làm lại từ đầu nào. Kẻ yếu mới dừng lại. Bùm. Bên này. Có
thể nói là tôi cũng là thuộc thật ra chưa thuộc tí gì cả, ngoại trừ cái tiếp theo tôi biết là sẽ phải đi bên tay trái. Đây, tôi biết là bên này sẽ phải đi bên tay trái này. Đó. Không sang bên này, đi sang bên này. Đó, nó thụt xuống. Nó thụt xuống ha, nó thụt xuống thì phải có đường đó, 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 có đường, có đường, có đường, có đường á. Rồi, rồi, bình bịch ở sau lưng tao kinh quá. Mày bình bịch quá. Rồi. Phát này ăn này, phát này ăn. Chạy 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 chạy. Con chó nó chưa xong, nó chưa xong, nó chưa xong. Piu. Rồi. Bye bạn chó nha. Stress, stress điên. Game. Stress điên luôn. Gì nữa nhờ? Tôi tưởng có cái băng đĩa gì trong đó cơ. Yo. Hey, are you all right? Tao vẫn ổn, tao vẫn ổn. I'm really glad you're okay. I don't want to lose any more friends to this place. Vẫn ổn bạn ơi. Hey, did you see the shrine? The shrine. Catnap made it for the prototype. Shrine là gì nhỉ anh em nhỉ? Before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. Counselor office. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for Catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon. Nó bảo là nếu mà thấy quả vừa rồi đáng sợ thì cứ chờ đến khi nào thấy quả thật sự xuất hiện này. Nó nói thế, nó nói đúng như thế các bạn. Trường học xong rồi. Trường học có phải là nhà con chó ban nãy không nhở? Thế tức là 13 nhà. Ui, điên rồi, điên rồi. Điều nào? Đi vào rồi lại đi ra. Đây rồi. Office này. Pin đâu? Pin đâu ấy? Vào không cho pin này. Pin giống ở trên ấy. À đây. Rồi. Pin. Thuê pin. Thật ra là đúng là cái trò này chơi tôi bị mắc kẹt ở cái nhà thứ hai, cái pha đấy nó óc quá các bạn ạ.
cái pha ở nhà thứ hai ấy. Tiếng gì ấy? Cái pha ở nhà thứ hai mà có cái con mèo nó giữ cái cục pin sau lưng nó ấy. Cái đoạn đấy óc óc quá, óc quá. Sao nhạc ấy? Sao nó lại nhạc thế nhở? À đây rồi, đây rồi. Nó phải thắp sáng cái phòng đấy lên thì tôi mới nhìn thấy cái đèn này, à cái copy này được. Bất kể một loại ma mãnh gì. Từ từ. Chẳng lẽ vào trong này không để lấy cái gì cả? Vào trong này không để lấy gì à? Phải lấy một cái gì đó chứ. À đây đây đây, nó lại là một cái gì đó kéo kéo. Tao biết ngay. Nó có hai lối để đi nha. Nó xếp cho mình rồi, sắp gặp quái anh em ạ. Nó xếp. Hả? Quay lại chỗ đầu á. Masaka, không thể nào được. Như thế à? Nó hiểu. Nào để tôi nối điện nữa không ta? Cái đầu tôi, cái đầu tôi. À sao ta vẫn chưa. Thôi được rồi, nào đi thôi mọi người. Đầu tôi, cái đầu tôi á. Đưa mọi người. Let's go. À, nhắc cho mọi người nhớ nhá. Đây đã là nhà thứ 4 rồi. Vậy là chúng ta sẽ chỉ còn một nhà nữa thôi. Quá là nhanh đúng không ạ? Vâng, với cái tốc độ. Cái tốc độ này thì chắc là đêm nay tôi sẽ phá đảo game thôi. Và điên hơn nữa là ngày mai tôi sẽ có video mọi người luôn. Này nếu mà tôi làm thế thì có dở hơi quá không anh em? Hay ít nhất là ngày kia nhỉ? Game siêu phẩm, à chả phải siêu phẩm đâu các bạn. Game hot mà. Các bạn chịu khó thức tí thì sẽ được đền đáp xứng đáng thôi, yên tâm anh em. Chúng ta sẽ vỡ hòa trong cái cảm xúc phá đảo game. Mà đéo biết có không đây. Hứa nha, hứa là sẽ phá đảo mà. Sao nãy cửa bên này nó không mở? À có mở, có mở. Nhưng mà vào đấy để làm gì? Có cái băng đĩa nào mình xem đi chứ. Băng đĩa thì phải xem thôi, không thì nó không cho đi tiếp các bạn ạ. Không xem băng đĩa nó không cho đi tiếp cái game này nó thế.
Đây 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 đây, đây. Nhìn dễ quá đây rồi. Anh em cứ bảo skip đi nhưng mà game này mà skip mấy cái này thì còn cái gì nữa mà xem. Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Come on in. Please have a seat. How was your ride down? It was nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You open that door the first time and you just know you're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home? Yes, and we would like to adopt. Ah, amazing! You'll be perfect for... Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. The form says... testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graber, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Có jump scare không? Để tao còn... Chắc chả sao đâu các bạn. Ổn thôi. Đấy, bây giờ thì chúng ta mở được cửa này. Không á. Game ơi. Xem xong rồi mà vẫn chưa cho mở cửa. Sao đấy? Trời sáng rồi đây này. Tôi chơi trò này đến sáng đây này. Cứu, cứu, cứu. Chả biết đi đâu nữa rồi. Cứu anh em ơi. Ứng giá, ứng giá, ứng giá, ứng giá. Trên văn phòng trên trần có cái nắp. Cảm ơn bạn nha, cảm ơn nha, cảm ơn Minh Nhật. Biết ơn bạn ác luôn. Hiểu, game ơi là game. Khó nhau thế. Ok, cảm ơn bạn nhiều. Chứ quái vật trong cái map này nó là như nào đâu. Quái vật trong map này. Ồ, có khí độc nha. Nguy cấp luôn, nguy cấp luôn, nguy cấp luôn. Bỏ ra nguy cấp luôn. Đéo này khó nhìn lắm. Khó nhìn ác. Cửa nào cũng khóa hết. Hay đó chưa? Có lẽ là chưa phải đến lúc vào đây rồi. Lên lại nào. Không lên lại được. Nó là vào đây. Thank you.
dấu nữa. Game dấu diếm ạ. Ok ok. Cuối cùng. Ok, lại cái máy này mọi người ơi, lại cái máy này rồi. Chúng ta sẽ phải mấy cái này thì các bạn trông nó cũng phức tạp nhưng mà thực ra nó đơn giản lắm. Và nó có lý, nó có lý, quan trọng là nó có lý. Chỗ này có chỗ nào nối điện không? Phải nhìn được cái chỗ nối điện đây cơ. À, tích trên này cơ. Ờ, thế là được rồi. Ok. Làm được rồi mọi người ơi. Rồi. Tôi đứng ở đâu đây? Vẫn rơi thôi, trời ơi. Nào, nhẹ nhàng. Kết địch. Nhẹ thôi, ok. Nhẹ thôi, ok. Và sau này cái chóa gì nhở, hay là cái này để làm nó rơi xuống thì nó có vỡ không? Có vỡ nha, game hay thật. Game ơi là game, mệt nó quá mất phải không ạ? Xuống đi. Rồi. Cái chỗ lắp ở đâu ta? Tôi một cái ở trên kia đúng không? Cũng có một cái nữa thì phải, trong này còn cái nào nữa không nhỉ? Tại vì trên kia tận hai chỗ lắp pin mà mọi người. Hai chỗ lắp pin thì chẳng lẽ lấy cái này ạ? Thì đúng là lấy hai cái này thật. Lên thủi. Hay là nó chính là nó. Có quả máy chạy điện à? Chết rồi, hình như chơi hơi lâu quá, lú rồi. Tại sao đoạn này tôi lại nhảy xuống dưới đấy một lần nữa nhỉ? Chơi lâu quá lú mề rồi anh em ạ. Cho em ra phát. Chạy đi này.
có cái gì phải chạy à bạn. Tôi hy vọng là anh em mình xong cái ván này. À! Con gì đấy? Tìm bông hoa đi. À, tức là theo câu chuyện là tôi sẽ phải chết này các bạn. Không né được. Đó là không phải nơi mà bạn có thể quay trở về được đâu. Tìm bông hoa. Theo câu chuyện là sẽ phải chết. Theo câu chuyện là phải chết đúng không? Ừ. Bạn có ý kiến, bạn có biết là bạn đang làm gì vậy? Làm gì không? Ơ, đây là chỗ lễ tân của Poppy Playtime này. Từ phần 1 đấy mọi người. Do you know what's happened here? Em không biết điều gì xảy ra ở đây cả. Em phải nói thật. Hít phải cái khí đấy rồi các bạn. Boss trường học. Do you see why we have to end this? Là thật không? Không. Phê lắm rồi. Game. Gì này? Đời hư ảo à? Đời hư ảo đưa em vào cơn mê là chính là bài hát đó. Hello Huggy, hello. Đừng có vồ vào mặt tao là được. Đừng vồ vào mặt tao là được. You don't. Tommy Shelby đang chơi Enshrouded kìa. Tay gắp thú đúng không? Nếu như mà hiểu đơn giản ra thì đang đối diện với một bọn thú bông đồ chơi thì cái đấy nó sẽ là tay gắp thú. Canap. Nó bảo tôi rời đi hoặc là nó đến tìm tôi. Muộn rồi bạn ơi. Tôi ở đây nãy giờ rồi bạn ơi. Đi ạ. Catnap nó cũng kiểu giống kidnap ấy các bạn, kiểu bắt cóc ấy đúng không? Xin lỗi nếu mà tôi hiểu sai nhưng mà tôi nghĩ là vậy. Ê, đây là đường về mà, tôi định về đó. À, tôi định về. Ok, anh Canap em về ngay. Leave được. Chạm trán Canap rồi thì chắc là sẽ leave được. Đoán vậy. Đây, có điện thoại rồi. Something's gone wrong. Có gì đó không ổn. Lấy cái code nối nó vào trong cái văn phòng ban nãy. Sao tôi thấy căng thẳng ấy nhỉ? Tầm này lại hơi căng thẳng. Save rồi. Cắm.
Nó là console đây. Còn một cái nữa thôi. Còn một cái playhouse thôi. Đưa chìa khóa mà không nói gì luôn. Có phải đây không? À đây, đây 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 đây. Ờ có cái hình bông hoa đó thật. À đây rồi. Rồi. Phải rong cái này nữa. Rong cái này nữa mọi người ơi, rong cái này nữa. Rong vào trong nhà và ở đây. Sky Dome, Sky Dome. Dome đây. Okay, that should be enough power. Còn mỗi cái playhouse thôi. Mang cái này đến cái chỗ xe. À cái chỗ cáp treo là chúng ta sẽ xong. Cáp treo đoạn này đúng không? Rồi hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Là lên đây. Tại vì đầu game là mình vào trong này mà. Nhưng mà mình vẫn chưa chuyển được cái khí ga từ bên phải sang bên tay trái. Bây giờ mình vào mình chuyển nốt. Hiểu 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 rồi, hiểu rồi. Em Duy hiểu rồi nha. Piu piu. Tao đồ mới đây này. Đây rồi các bạn. Cho vào đây. Ôi! Anh! Cho em cho, em cho vào đã. Anh! Sao thế được? Get up. Tôi đoán đây rồi. Boss đây rồi, boss đây rồi, boss đây rồi. Catnap, catnap. Thật ra con catnap này trông không quá đáng sợ anh em ạ. Bye 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 bye. Viewer, tao bảo tao chạy lên thang máy. Điền quá, điền quá. Mèo ơi là mèo. Nhầm, 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 nhầm. Con này trông kinh ấy. Con này trông ghê vãi ạ. Nó không kiểu thú bông đâu mà nó xương xương á, trông kinh lắm. Vãi chuồng. Ok, chơi với catnap rồi. Bắt tao giải đố tầm này nữa hả? Mày bắt tao giải đố tầm này thật đấy, thật đấy. Có thể gọi catnap là nghiện nhá các bạn, mèo nghiện cũng không sai đâu, nó cũng hit lắm. Khói trắng chạy qua được. Khói trắng chả chạy qua được. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đoạn này khó quá, tôi chả hiểu nào cả. Thật ra là cũng không hiểu lắm, thật sự là không hiểu. Chỉ đổi 1 và 2 thôi, chỉ đổi 1 và 2 thôi. Ok. Bên này thì không thấy khói trắng đâu này. À bên này làm đấy có pin. À, shop pin vào rồi mà. Đoạn này kỹ năng phết á.
Đoạn này kỹ năng phết. Tôi không chắc là tôi kể cả hiểu rồi vẫn có thể chơi được đoạn này đâu. Nói chung là mình có auto hai bên khói này. À mà auto chóa đâu. Đây, nếu mà con mèo ra đó thì mình sẽ ấn ở đây. Thì đây là khói trắng này. Còn nếu mà nó sang bên kia thì nó sẽ giữ được một lát thôi. Nếu mà đuổi, nếu mà nó sang bên kia thì mình sẽ kiểu biết đủ nhanh không? Ok mọi người ơi, hiểu nhá. Chờ. Canap kìa. Thôi tôi ngu rồi. Sao tôi lại dùng cái pin đấy? Đừng bao giờ động vào pin này nhá. Đừng bao giờ đấy. Cái lúc nó chuẩn bị chết ra thì động vào cũng được. Lúc chuẩn bị chết thì nhớ mà động vào. Hãy tắt nhạc đi đỡ hồi hộp ta. Ra nó mà gõ nhiều trên đấy là tin vui cho mình á. Còn đây nguy hiểm thế, mãi mới nhìn thấy á. Cảm giác chắc là sẽ là pha này cuối cùng này, không có dưới này đâu ha. Sẽ là pha ở bên này à? Bên này cũng được.
Bên này cũng được á. Đường bên này bên này hên xui lắm. Bên này khá rủi ro. 11 giây 9 7 hai bên 3 2 1 Poppy Playtime. Tao mệt với mày lắm. Là như nào bây giờ, tao phải làm gì? Là vậy hả? Là ô. Ờ không, sao thắng rồi chứ. hay đó. Ok, mọi người đã thấy rồi nhá, mọi người thấy tận mắt đấy nhá, không phải là tôi bỏ cuộc mà là cuộc đời đấy, là do cuộc đời đấy, là do cuộc đời của tôi đấy các bạn. Chơi lại ngay từ đầu. Em đẹp lắm. Mèo ngoan. Đừng đi đằng sau tao là được mèo ngoan. Mèo hư. Đừng cắn tao sau lưng. Mày đi đâu? Đuổi nó đã. Không giống cái bóng của nó thế. Ok. Phải canh cả đằng sau. Phải. Ủa ơi. Gần thế. Không kịp rồi. Khó thật. Đến cái đoạn thắng rồi thì tôi lại khó. Nó khó mà. Nên phải thắng đó. Ok. Nó khó thực sự. Nãy tại sao nó lại gần thế nhở mà tôi mới nhìn thấy được nhở? Đứng tít về đạn năng này đi. Đứng tít về phía sau này đi. Cho nó. Đứng tít về phía sau mọi người ạ. Đằng nào đằng trước. Chả kịp rồi. Chả kịp rồi. Cố lên nào. Làm được. Điên mất cái trò này mà chơi bằng tay cầm thì điên mất.
sau có. 1 phút. Thề, con mèo này hơi ăn gian rồi. Sao tự nhiên nó lại xuất hiện quá gần? Ăn gian quá mọi người ạ. Check cự. Tao thấy mày rồi. 30 giây, đừng đi đằng sau. Đi đằng sau là đen lắm, đi đằng sau chưa tập luyện. Đi đằng sau là đen lắm. Đây, đi bên này cũng được. Đi bên này cho tao. Đi bên này là tao vui. Ok. 19 giây thôi. Chắc là chả kịp làm gì đâu, một phát trên. Đây rồi, bên này là đẹp này. Bên này là sẽ đẹp thôi. 8 giây, 7 giây. Được nào. Nào, cho Duy xin đấy, cho Duy xin đấy. Phát này Duy phải thắng rồi. Bài mèo nha tao, phát này tao phải thắng. Tao bắn mà. Mày. Chắc không sai được nữa đâu. Chắc là không sai được nữa đâu. Ê, nhìn nó đau á, nhìn thấy thương á. Ê, nhìn nó đau á, nhìn cũng tội mà. Cái gì cơ? Rồi, chắc là đến cứu nó đi. Từ từ tôi phải bắn cái gì nữa. Nó không cứu nó đâu. Chắc là... không phải cứu nó rồi. Còn con nào? Cái tay phải tôi đâu? Thắng rồi cả mọi người. Thắng phát mất tay luôn mà. Được không nhở? Trời ơi, cái pha vừa rồi nếu mà tôi đỡ run thì chắc là thắng lâu rồi. Thế ra khỏi đây đúng không? Đi rồi. Sorry mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem từ đó đến lúc bây giờ. Wow. Vâng, thật sự. Tôi vẫn run đây, đang vẫn ra run đây. Hay là do trời lạnh quá không biết được. Wow. Game. Poppy. Nói chung là cũng cháy đúng không anh em? Cũng cháy, nhưng mà bây giờ tôi phải đi đâu? Thế là xong con kết-nap rồi, thế còn con nào không nhở? Đừng bảo ở đây chưa phải boss cuối nhá. Ủa trời ơi, tao phải đi đâu? Không nhìn thấy nút. Run quá. Vẫn đang run. Thế là kết thúc rồi đúng không? Tôi được về nhà rồi đúng không? Và đây là phần cuối của Poppy Playtime. Ta lắp cái này vào đây ha. Có mỗi vậy thôi. Ơ, không cần phải lắp nữa hả? Có chứ. Lạnh quá. Có run. Đó, từ đây nó chuyển sang bên tay phải trái này là chúng ta thắng. Là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ từ đầu các bạn. Nhiệm vụ từ 7 giờ tối. Wow. Ok rồi.
Anh em lao vào nhà máy và đã giết chết một chú mèo vô tội anh em ạ. Chúng ta đã làm vậy. Tệ thật. Cho ra ngoài phát. Cho ra ngoài phát. Cửa mở rồi, đi sang bên tay trái đây rồi. Chỗ nào đây? Good, you're here. And you've done it again. Impossible. Just like I knew you would. Catnap's gone. The red smoke is diverted. Everything is falling into place, thanks to you. But if we're to keep going, then you deserve to have the truth. Came back because of your co-workers. I want to know what happened and why. This is your answer. Cái gì? Đâu? Called it. Đồng nghiệp của tao đâu? Chúng tôi gọi đó là giờ của Joy hoặc là giờ vui chơi. À, TV. Huggy Wuggy kìa. Mommy long leg. Có nhìn thấy. Con này là con gì thì... À hình như là mấy con bé bé. Nói chung là tất cả mọi người ở trong công ty này đã đều chết hết rồi. Ôi sao có nhiều cái đứa cô con gái, cô giáo thế. Missy Kissy đây đúng không? Tôi bắt đầu thuộc tên chúng nó thì có hơi hâm không mọi người ơi? Con vừa rồi như là ở phần online, phần co-op. Đây là Catnap này. Má của Catnap hay điên. Tất cả đều chết hết. Khả năng đồng nghiệp của tôi là đi rồi. Khổ gần Tết rồi phải đi. Hello. Xong rồi, xem xong rồi. I remember hearing every moment of it. It went on so long. So agonizingly long. They tried to hide. Sau tất cả những việc đấy hãy nhớ rằng là nhân vật chính vẫn sống nhá. Sống lắm. Xong rồi giết hết mấy con quái vật. Con Poppy này sao nó buồn. Nó phải là một trong số các con quái vật chứ. Didn't matter. All that death didn't fix anything. And then once it was all over, dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Ăn hết cái xác chết để được sống. For this, for everything. Prototype phải chết vì điều này. Prototype tôi vẫn dịch lại nó là vật thử nhá. Hay là thí nghiệm hay sao? Vật thử các bạn. Soon as we reach the bottom. Hey, Missy Kissy. Đáng yêu vậy, tập này giúp mình. Đáng yêu vậy. Cho đi với, cho đi với. À, cu te vậy. À, đi cùng không? Ê cu. All right. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. What? What's she doing?
Kissy là đi rồi, Kissy đi tiếp rồi. Kissy Missy. Wow. Hay quá ha. Kissy chết tôi rồi anh em ạ. Tôi cũng chết luôn trong lòng rồi. Tại vì trò này nó tốn cả thanh xuân của tôi để chơi. Nhưng mà nó xứng đáng mọi người. Poppy Playtime, đừng quên các bạn xem nó ở kênh Dư Lê. Sorry mọi người, tại pha cuối tôi thật sự là hơi đần độn. Thực ra là tôi kiểu hơi áp lực, hơi sợ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhá. Chắc là thôi tôi nhờ buổi livestream mình sẽ sớm cố sớm có video, là cố có video sớm nhất có thể. Tất nhiên là mình sẽ để cái thumbnail của buổi livestream này cho mọi người. Đã phá đảo, mọi người có thể tìm vào xem bất kỳ lúc nào nhá. Cảm ơn mọi người. Pha cuối nhấn nhẹ dislike. Ok à. 10 điểm cố gắng đi. Tôi chơi hết 5 tiếng đúng không? 7 giờ. Ủa. Khiếp. Đau cái cổ quá. Phải cho cái đoạn anh bị crash nhá. Chắc chắn rồi, chắc chắn. Nói chung là cũng số nữa cho nên là cái pha cuối nó cũng điên quá. Đừng tắt like anh ơi, anh phải tắt rồi, anh chưa ăn gì cả. Bây giờ anh phải chạy đi, anh tìm kiếm cái gì đó. Đói lắm. Thôi rồi, cảm ơn mọi người nhá. Mình sẽ cố gắng sớm ra video cho mọi người. Nếu thấy hay đừng quên ấn like video, đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Bye bye anh em. Poppy Playtime 3 nó chưa phải là phần cuối rồi. Chắc là sẽ phải có phần 4, phần 5, phần 6 nữa. Nói chung là tôi cảm giác như là nếu mà cái series này nó vẫn cứ thành công mãi thì nó sẽ cứ có các cái phần mới mãi. Mãi thôi. Chúng ta sẽ chưa thể nào biết được cái kết. Nếu như phần này flop thì phần sau sẽ có thể là phần kết. Còn nếu mà phần này mà nó vẫn khá là vâm thì phần sau vẫn là một cái vấn đề gì đấy các bạn sẽ... Đấy. Ok và cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye anh em nhá. Chúc em ngủ ngon, chúc anh ngủ ngon. Bye bye. Bye mọi người thôi, bye bye mọi người thôi. Bye.